ông ra xin lùi rồi thì ông lùi cái nặng kết đầu xe ra, ông ra ông sút cho địch là bò như chó ngoài đường. Thằng ra xin đấy là nó lùi nó nhấc lóc cabo trên lóc xe lên, xong ra ông sút vào mồm nó mồm chảy vết hết máu ra, xong mẹ ra cầm nó đưa 5 triệu ông đi đèo đấy. Thế rồi nó mua đèn gầm mất hai mấy triệu đèn gầm. Thịt mẹ ở chỗ này 6 con cũng hóa lồi đấy. Đó. À, tư vấn được gì ấy? Tư vấn ăn lấy đồ. Anh Thành ơi. À. Tư vấn lấy đồ hay là tư vấn